cờ y tế. Cái thứ hai là tun lục giác của y tế. Cái này mới là cái hay nhất mà mình thích, một cây tun lực của y tế. Ưng quá, tự nhiên lại có cây bơm mới. Và cuối cùng chúng ta sẽ có trong bài pin phục các thứ. Yes. Đây là thứ mà chỉ có trên chiếc gravel của mình mới có. Chắn bùn phía sau các bạn ạ, chờ xe. Đây là hai cục pin và adapter sạc của mình. Họ còn cho mình cả một gói mỡ để bôi vào cọc pin vào khung nữa, nhưng mà nãy thì mình có rồi nên mình không dùng nữa. Trong lúc chờ pin sạc thì mình sẽ sử dụng tôn lực để siết lại ốc và căn chỉnh lại đĩa phanh cho xe. Giờ chuyển sang xài đồ điện rồi, còn phải update firmware các bạn ạ. Cũng khá là vui, như kiểu đang xài đổi công nghệ ấy. Cứ mỗi lần ra phiên bản mới là nâng cấp. Update. Và đó là chiếc gravel mới của mình. Như các bạn đã xem nãy rồi thì chiếc xe này là của hãng YT Industry của Đức, có mã là Stepter Co 4. Thì đây là phiên bản cao nhất trong dòng gravel của YT. Lý do mình đổi sang gravel vì năm nay mình đã quyết định sẽ đạp lại xuyên Việt thêm một lần nữa, nhưng ở chặng đường dài hơn, từ hai điểm đầu của Tổ quốc là Mũi Cà Mau cho tới cột cờ Lũng Cú Hà Giang. Nhân chuyến đi này thì mình cũng muốn làm một bộ phim tài liệu về xe đạp. Trong cái chuyến hành trình xuyên Việt lần trước, mình đã khá là tiếc vì không có đủ thiết bị cũng như là chưa có kinh nghiệm cũng như là kiến thức về quay phim, nên mình cũng đã ấp ủ khá là lâu rồi về việc đạp xe xuyên Việt thêm một lần nữa để có thể trải nghiệm cự ly dài hơn cũng như là có những video đẹp hơn, ấn tượng hơn chia sẻ với mọi người. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở video bài check trên kênh The Rail TV nha. Bye bye.